Vào ngày thứ Hai vừa qua, thì thành phố lịch sử York của nước Anh đã chìm trong lũ sau khi hệ thống thoát nước bị quá tải do nước lũ dâng cao. Những trận mưa lớn kéo dài khiến nước sông vỡ bờ đã nhấn chìm thành phố York, địa điểm du lịch lịch sử nổi tiếng của Anh quốc. Hàng trăm binh sĩ đã được điều động để giải cứu người dân địa phương sơ tán và hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp. Quan chức địa phương tại York cho biết có khoảng 500 căn nhà và các cơ sở hạ tầng đã bị nhấn chìm trong lũ. Lực lượng phòng chống lũ chủ chốt của York đã không thể giữ được thành phố khỏi bị chìm trong biển nước trong ngày mua sắm Boxing Day. Theo cơ quan môi trường của Anh, bờ sông Forth đã được nâng cấp sau khi hệ thống thoát nước tại bờ sông bị quá tải. Lực lượng phòng chống lũ của Anh trong những năm gần đây đã được tăng cường, tuy nhiên bấy nhiêu vẫn chưa đủ để giúp người dân ở miền Bắc, đặc biệt là quận Lake, thoát khỏi cảnh mất nhà. Trong chuyến thăm York, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, chính phủ cam kết sẽ chi khoảng 2,3 tỷ bảng Anh trong vòng 6 năm tới cho công tác chống lũ và có thể ông sẽ chi nhiều hơn. Vào thứ Hai, cơn mưa lớn đã tạm lắng, cơ quan môi trường cho biết mực nước sông đang ổn định trở lại và hạ xuống.